Xin lỗi, tôi tới trễ. Không sao, Lạc cũng mới vừa tới mà. Dạ, xin hỏi anh uống gì vậy? Cho anh một ly trà gừng. Dạ. Hôm nay Lan không bận sao? Hôm nay ở công ty của Lan ít việc nên Lan về sớm. Lan có nghe bà Lan nói chuyện đó rồi. Lan muốn hỏi, đó có phải là ý kiến thật lòng của Đức không? Nhưng mà thật lòng Lan cảm thấy không được thoải mái chút nào hết. Vì Lan chỉ muốn làm vui lòng ba mẹ, nhưng không vì như vậy mà lại bắt người khác gánh tội cho Lan. Là tôi tự nguyện. Lan đừng nghĩ vậy. Lan là một cô gái tốt. Dạ, chị uống gì vậy? Cho chị một ly cam giác đi. Dạ. Chỉ tốt thôi thì cũng không đủ. Quan trọng, chúng ta cần nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như... Trên đời này, đôi khi có những chuyện không như ý muốn của mình. Thay vì chống đối, thì mình phải học cách chấp nhận. Chấp nhận không phải cho bản thân mình, mà là chấp nhận cho những người mình yêu thương được vui vẻ hạnh phúc hơn. Trong lòng sẽ cảm giác thanh thản và thoải mái, không bị dằn vặt, không làm tổn thương ai. Đó là một cuộc đời ý nghĩa, đúng không Lan? Lan muốn Đức suy nghĩ lại. Lan không muốn sau này Đức phải hối hận vì những suy nghĩ nhất thời của Đức. Còn bây giờ là phải vô bệnh viện để chăm sóc cho ba Lan rồi. Cho nên có gì hôm khác mình lại gặp ha. Lan đi trước nha. Có phải là Đức có bạn gái mới rồi không?